là mình phải làm sao lấy được cái nghề của cha thầy thuốc này. Con hiểu không? Đây là một cái cơ hội nên học để mà giúp cho mình trước đã, rồi giúp cho mọi người xung quanh. Là khi mà thực hiện cái phương pháp này á, thì tôi có một cái may mắn là tôi nói là trời cho. Là lúc tôi đi qua bên Pháp á, thì gặp một cái tôi dạy trong một cái lớp học thì gồm khoảng 40 bác sĩ người Pháp. Thì có một anh nói tôi thấy ông dạy cái này giống cái La Medicine de Cavalier á, tôi muốn tặng vô quyển sách. Thì nó tặng vô quyển sách đó thì tôi mới giật mình, thì ra là Tây phương họ đã thực hiện cái này nhiều lắm rồi. Nhưng mà họ thực hiện bằng cái phương pháp gì? Phương pháp soda. Cái tắm nóng lạnh á. Thì mọi người biết á, mà ở châu Âu á, nhất là ba nước bắt đầu ba mấy cái nước mà tôi đi qua rồi nè, là Đan Mạch, là Thụy Điển, là Na Uy nè, thì họ thường xuyên á là tắm bằng cái hơi nóng và chườm là nhúng nhảy dưới cái hồ nước lạnh á, mà họ không có bị bệnh gì hết. Mà riêng ở Na Uy á, thì họ tự hào rằng là họ là một cái quốc gia ít bị ung thư nhất thế giới. Vì sao biết không? Vì họ ăn cái trái dâu á, ăn cái trái dâu á, họ nói cái dâu đó ăn không bị ung thư. Nhưng mà thực ra cái đó là cái cách mà gọi là giới thiệu để bán ba cái dâu của nó thôi, vì nó trồng dâu nhiều lắm. Người nào ở Na Uy biết nè, dân Việt Nam mình trồng dâu là làm giàu á, vì mà trồng dâu bán Hàn Quốc khai thuế. Thành thử á là tôi mới dòng trở lại cái diện mà của Na Uy, thì mới tìm hiểu á, thì không phải họ nhờ cái dâu đâu, mà nhờ chính là cái xứ nó rất lạnh, cho nên họ nhà nào cũng có cái độ tắm nóng á, tắm sauna, họ tắm nóng, tắm bằng đá. Khi mình nóng lên rồi họ nhảy xuống cái hồ nước cho thiệt lạnh, cái nó co mạch lại, thì co mạch lại xong á thì máu nó dồn vô nội tạng, đỏ lên rồi xong cái là nó giãn ra ngoài, cứ nhảy ra nhảy vô vậy đó, cho nên cái mạch máu họ được rửa sạch hết và họ không bao giờ biết bệnh là gì. Kỳ diệu chưa? Thế thì là từ cái lý thuyết của ông Sabonov á, ông thực hiện ở bên châu Âu á, thì tôi mới về đây tôi nói tại sao mình có đá mình không làm ta, là bởi vì sao phải không? Vì đá này á là hồi xưa là không phải là tôi đặt cái cảm giác gì diệu, là tôi đặt mới đặt sau này nhá. Hồi trước là tôi đặt là đá massage trường gan, tại đá này chính là đá massage